làm bây giờ, bữa nay mình sẽ làm hai cái màu này nha. Màu solid tan ha, màu này là màu solid tan và cái màu này là màu OM73A. Okay. Bây giờ thì trước khi mình làm ombre thì mình sẽ dip hết cái màu đỏ này luôn các bạn. Rồi bắt đầu lát hồi mình mới dùng cái một cái kỹ thuật mới ha. À, nó cũng được tương đối là nó dễ thôi chứ nó không có khó, thì lát hồi Phong sẽ hướng dẫn. Bào nhám có được không hả? Được chứ em. Đầu đó là đầu thay cho cái vụ nhám luôn đó em. Ok, thì bây giờ mới đầu nè, gắn móng lúc nào nó cũng có cái gáp ngay đây nè, thấy chưa? Nó có cái gờ ngay đây nè. Nếu mà mình không xử lý cái gờ này nó lát nó sẽ bị lõm móng ha. Thì mình chạy một cái đường ngay đây. Không, chạy trên nó chút, bắt đầu mình dúng vô. Ok. Relax. The more relax the better. Thank you. Relax, relax. Yeah. Just let it go. Let it go, let it go. Watch the TV. Yeah. Cái khách này họ hơi bị gồng cái tay á, khó làm lắm nha các bạn. Nhúng vô. Cái màu này là màu solid tan nha. À, mình chạy ở trên cái chỗ gắn móng á, mình chạy một cái lớp. Không. Đúng vô. Cái này làm để mình xử lý cái lõm móng nha anh chị em và các bạn. Cái móng này mình chưa có mài gì hết, lát mình mới mài. Không. Chạy một cái lớp như vậy. Bỏ vô. Ok. Rồi bắt đầu mình phủi đi nè. Mình lấy cái chai số 3. Cái chai số 3 của mình cũng gần hết rồi. Thấy không? Đi một cái lớp số 3 để cho cái lớp bột đó nó khô. Ok. Tiếp tục qua bên đây làm tiếp. Yeah, bắt đầu nhúng vô. Good morning chị Lê Lương, khỏe không? How are you? Khỏe không chị? Nhúng vô. Hả? Cái mục đích của cái việc mình làm vậy để làm chi biết không? Để mình bá cái ổ gà đó các bạn và anh chị em. Thì nếu như mình không có xử lý cái chỗ lõm này á, lát hồi even đâu mình mài cái chỗ này nó mỏng xuống, mình dip vô nó cũng thế nào nó cũng lòi ra một chút xíu, nó bị lõm chút xíu ngay cái chỗ này. Nếu như mình không có xử lý thì cái cách này nó xử lý được hoàn toàn cái chuyện mà dip bị lõm móng khi mà mình gắn móng ha. Cái này là cái cách mà chính thống nhất, tuyệt đối nhất để mình xử lý cái lõm móng khi mà mình gắn móng cho một dip. Ok. Ok, rồi. Giờ mình lấy số 3. Mình lấy số 3 là cái activator đó, hoặc có thể là cái siêu là dry, hoặc là cái number 3 là cũng nó rồi hả? Ha. Nó nhiều tên gọi nhưng mà cũng là nó thôi. Ok. Rồi. Sau khi mình làm vậy xong thì anh chị em thấy cái chỗ này á, nó cũng chưa có bằng nhau. Anh chị em thấy không? Nó cũng chưa có bằng nhau, nó vẫn còn hở lên một chút xíu. Thì bắt đầu mình mới lấy một cái đầu vũ mịn. Ok. Lấy một cái đầu vũ mịn. Mình chạy. Thì mình chạy, khi mà mình chạy có phải là cái chỗ này nó smooth completely luôn không? Nó sẽ trở thành một cái dip
bình thường như là điếc không gắn móng gì đó. Đó là cái cách này là cái cách xử lý cho cái chị mà bị lõm móng khi mà mình điếc gắn móng ha. Đó, chạy chút xíu vậy thôi. Đó, các bạn sờ vô nè, ha, Phong sờ nè, nó complete, nó không, cái ngón tay Phong nó không bị cứ khực lại, có nghĩa là nó mịn rồi, ha. Nó mịn rồi, coi như là mình từ một cái bài toán khó, ha, mình xử lý nó thành một cái bài toán dễ để mình làm cho nó, ha. Cái này là cái phương thức vá ổ gà anh chị em và các bạn. Ha, Phong hay nói cho nó dễ hiểu là vá ổ gà đó. Mua rồi đó. Rồi lát hồi Phong sẽ hướng dẫn cho anh chị em làm sao để làm bột điếp mà nó vẫn có một cái độ cong ha. Rồi đợi xíu thì Phong làm cái này xong Phong sẽ hướng dẫn cho anh chị em build cái mu khi mà mình làm bột điếp nha. Nó cũng dễ lắm, không có khó đâu các bạn ơi. Sờ coi, nếu mà còn chưa mịn là mình phải giữ tiếp. Rồi, mịn rồi đó. Con cá này mài chưa? Con cá này chưa mài. Tới đây là mình coi như là mình điếp từ một cái điếp gắn móng mình trở thành điếp như là điếp bóng thật rồi đó các bạn ha. Tại vì nó smooth là nó đâu có cái còn khớp nối ngay cái chỗ này đâu, thì nó thành một cái điếp bóng thật. Rồi bây giờ Phong hướng dẫn cho anh chị em build cái mu nha. Khi mà làm một điếp nè, build cái mu bây giờ okay. Đó. Bây giờ mình muốn build cái mu đúng không? Khi mà mình làm bột điếp á, mà gắn móng mà nó hơi dài chút xíu á, tại vì anh chị em hiểu một điều á, là bột điếp á, nó sẽ mềm hơn bột acrylic. Đó thì nếu như mà mình làm á, nó không có đủ cái độ dày á, thì nó sẽ bị gãy. Mà nếu như mình điếp nhiều lớp quá đó, thì nó lại bị dày hai bên hông. Thì cái cách đơn giản nhất mà đôi khi mình không nghĩ tới nó là như thế này nè. Đây là cái nước số 2 ha, cái nước bay á, mình chạy một đường giữa từ trên xuống dưới phải không? Đó, thấy không? Chạy một cái đường giữa thôi, nhúng vô. Ha, thì có phải cái chỗ này là giống như là một cái xương sống của cái móng á. Mình chạy một đường giữa thì nó dày ở giữa nhưng mà hai bên nó không có dày. Khi mình điếp ba lớp á thì nó phủ qua hết nhưng mà ở giữa nó vẫn dày. À, anh chị em thấy không? Một cái cách vô cùng đơn giản thôi nhưng mà xong khang mình chưa nghĩ tới. Vô nè, đơn giản vậy thôi ha, một đường ở giữa thôi.
cái người khách này của mình, người khách quen, nhưng mà si giống như là mắc cái bệnh gồng anh chị em, cứ cong lên là mình cứ phải để xuống vậy anh, gồng tay lên là mình cứ để xuống vậy đó. Cái này do cái do mỗi người thôi, do cái cơ địa của mỗi người nữa ha. Nhiều người thì tay họ thả lỏng được, nhiều người thả lỏng được, cứ ngắt à, khó làm dữ lắm ha. Đó, chạy một đường ở giữa với phòng thấy chưa. Đó, dùng cho tiếp. Ok. Rồi, thấy mình build được cái xương sống chưa? Cho cái một đếp chưa? Rồi bắt đầu mình mới đi 3 lớp. Mình đi 3 lớp là coi như là cái móng của mình nó đủ độ dày mà nó vẫn không bị dày hai bên hông. Và khi mà mình sơn đếp á, nhớ cái cuticle của mình á phải sơn cho nó mỏng thôi, không có sơn dày. Tại vì nếu mà dày á, mình đếp vô á, nó bị đùn bột lên trên cái da đó, mình sẽ rất khó để mình vũa ha. Nhúng vô. Relax, relax. Let it go, let it go. Nhấp vô thấy chưa? Mình đưa ra hai bên cái khóe. Mình nhúng vô. Thấy chưa? Nhúng ra. Tiếp tục nè, sơn nè, nhấp ở dưới trước không, nhấp trước rồi mới đưa vô nè, giờ nhớ nha các bạn, phải nhấp trước rồi các bạn mới đưa vô nha. Này nhấp nè, thấy không, đưa vô nè. Sao bạn nhúng lại hai lần hả? Tại vì khi mà em nhúng vô đó, mà nếu mà em lấy ra mà em cảm thấy cái mặt bột nó còn ướt đó, có nghĩa là nó bay nó còn ăn được thêm bột, thì em nhúng thêm lần nữa. Chứ không, nếu mà em không nhúng thêm lần nữa đó, nó sẽ bị cái tình trạng là bị ẩm bột. Ẩm bột thì khi mà nó ẩm bột em sẽ sơn lên thêm một lớp ha? Thì cái lớp dưới nó chưa khô mà em đã sơn một cái lớp lên trên, em đếp lên chồng lên, ở dưới nó sẽ không khô luôn, nó xảy ra tình trạng ẩm bột. Mà khi xảy ra cái tình trạng ẩm bột đó, thì cho dù em bỏ bao nhiêu activator vô, bột deep của em nó cũng không khô. Nó sẽ xảy ra cái tình trạng là em kê cái đầu dũa và nguyên cục bột nó bay ra luôn. Đó ha. Đó là cái tình trạng bị ẩm bột, là do em deep bay nó dày quá, hoặc là em nhúng vô mà em rút ra lẹ quá, xâm ha cái mặt bột nó còn ướt. Đáng lý ra nó em phải nhúng thêm lần nữa để cho nó lấy bột, nhưng mà em không làm vậy thì bột nó sẽ bị ẩm. Như anh vừa mới nói đó, nó sẽ xảy ra tình trạng là bột nó không khô. Nè, bỏ bao nhiêu activator vô nó cũng khô hết. Thì cái cách đơn giản xử lý thôi, là đơn giản là như vậy nè. Cái này nó hết bột rồi, lấy tay nhúng vô luôn. Cái hũ bột cũng gần hết rồi mà móng này nó hơi dài đó. Đó, em thấy cái mặt bột nó còn ướt không? Nó còn đậm màu nè, em nhúng vô một cái lấy thêm bột ra. Thì khi mà mình nhúng vô vậy đó, nó sẽ không có bị ẩm bột. Ha. Ok, rồi. Giờ phủi đi. Ok. Rồi lần thứ hai nè. Sát thì trong cái khóe nè, thấy chưa? Đó, đưa qua hai bên cái khóe nè. Thấy chưa? Đúng vô. Khách của mình bị cái bệnh gồng á các bạn, nên mình phải cứ phải nói relax liên tục. À, thấy cái ngón út không? Thấy cái ngón út mà nhõm nhõm lên á, chuẩn bị gồng tiếp rồi đây.
đúng nhờ. Cái này Phong làm từ từ cho anh chị em coi thôi nha, tại vì cái này là căn bản mình không có làm nhanh được. Hello Tony, bạn ở bên Tony, Tony bên Canada. Đúng rồi. Tiếp tục nè. Thấy Phong lúc nào Phong cũng nhấp ở dưới trước rồi Phong mới đưa vô thấy chưa? Phong nhấp ở ngoài trước nè, rồi Phong mới đút vô. Nè, nhấp nè. Ở ngoài trước là mới đút vô nè thấy chưa, chứ đâu có đút vô liền được, tại vì đút vô liền á cái nước bay của mình nó nhiều quá đó, nó sẽ làm cho cái cuticle của mình nó tè le hột me á ha. Thì khi mà nó tè le hột me vậy mình dip bột vô đó, cái này nó nhúng vô được, tao lấy tay đắt cuticle trước đi, nó nhúng này vô, tại cái móng nó dài quá đó các bạn, nó không đút vô được trong cái hũ bột, mình lấy tay đắt luôn. Nè, thấy mặt bột nó còn ướt không? Nếu như mà mình để yên vậy, mình không nhúng thêm lần nữa, nó sẽ xảy ra cái tình trạng bị ẩm bột. Nhớ ha, mà khi mà bị ẩm bột á, cho dù bỏ bao nhiêu activator vô, nó cũng khô, nó dẻo dẻo như là bún vậy thôi các bạn. Ha, mình kê cái đầu dũa vô là nó văng cục bột ra. Ha, nó gọi là bị ẩm bột. Thì một cái điều đơn giản là mình nhúng thêm lần nữa cho nó lấy thêm bột, thì nó khô mặt bột thì nó không có ẩm nữa. Thì mình mới dip thêm một lớp nữa ha. Nè, lớp thứ ba nè. Các bạn thấy lúc này cái mu của mình nó đã rất là cao rồi, thấy chưa? Thấy cái mu của mình không? Tuy là mình dip bình thường thôi, nhưng mà cái mu nó rất là dày ha, mà nó lại không có bị dày qua hai bên cái cạnh móng. Cái móng nó thon ha. Mình không phải vũ nhiều. Đó, cái đó là nghệ thuật làm dip đó các bạn. Ha, nhấp ở dưới trước nè, mới đưa vô nè. Đúng vô. Let it go, let it go. Tiếng Anh đó là let it go, có nghĩa là làm cho cái tay relax cái tay mày đi đó. Chứ không thôi mấy bạn tưởng mình khùng, tự nhiên đang làm mà hát. Mình đẹp trai chứ mình không bị khùng nữa các bạn. Mình chỉ có hơi sàm sàm chút xíu thôi. Vô nè. Đó. Rồi tiếp tục nè ha. Cái móng này nó dài quá, nó đút vô trong cái kia không được, thì mình rắc ở trên cuticle trước rồi mình mới nhúng vô nha. Mình lấy hai tay mình bóp bột mình quăng lên. Tuy nó hơi dơ nhưng mà nó hữu dụng. Ông bà ta thường có câu ở dơ sống lâu, ở sạch mau chết. Thằng hút thuốc 30 năm trời chết gì bị tai nạn, còn thằng không hút thuốc gì hết chết vì ung thư phổi. Thấy nghịch cảnh không? Nghịch cảnh nó vậy các bạn, cái đời không hút thuốc thì bị ung thư phổi, cái đời uống rượu thì không ung thư gan. Em từng bị và không biết tại sao hôm nay
may mắn xem like của anh em không có chê em không có chê. Rồi cái khúc này quan trọng là các đồng chí cách mạng Lão Thành thấy cái bột lia không để ra cái ly không nhúng vô nè, nhúng vô nè, nhúng vô nè, nhúng vô nè, cái chỗ này nhúng nổi luôn á, nổ lên luôn đi. Rồi bắt đầu phủi nè, cái khúc này mới quan trọng nha các bạn. Rồi cái khúc này là hơn nhau là chỗ này nè các bạn, thấy cái hũ bột màu đen không, mình nhúng vô. Đó. Thao thấy thấy ra ôm ray đỏ đen chưa? Bắt đầu phủi nó đi. Khỏe không các bạn? Khỏe không? Quá khỏe luôn. Quá khỏe cho một cuộc tình luôn các bạn. Để Phong lấy cái hũ bột này cái nha. Nè, bắt đầu mình phủ hết một ly lại các bạn. Nhúng vô một clear nha, nhúng nó ra là mình có ombre đỏ đen rồi đó, thấy chưa? Nè bắt đầu nhúng vô tiếp nè, relax như em thôi, relax. Nhúng vô, ngấp nó vô, ngấp cho cái pigment màu đen nó ăn vô đó. Thấy nó đen thui rồi chưa? Thấy nó đen thui rồi, bắt đầu phủi nó ra. Rồi mình sơn một cái lớp bay ha. Nhúng vô. Lấy ra, cũng ra. Em làm một nút nhạc cho em đó. Một nút nhạc mà là kiểu mới á chị. Nè, nhúng vô nè. Nhấp vô. Cái bột đen này mình pha với bột clear là cái tiết mình nó lên không mạnh nữa. Để mình lấy cái original đen ra mình nhúng cho nó lên lẹ ra. Lấy cái original của OE73A ra. Cái này nó lên nó mới mạnh. Mà cái này thì nó mạnh quá. Bột kia mình, bột màu đen này là mình bỏ bột clear vô rồi nó hết mạnh rồi các bạn. Cái này nhúng vô là lên liền luôn nè. Đen thui luôn. Relax. Đó, thấy đen thui không? Đó, phủi ra. Cái màu đen này là cái màu đen original của nó luôn các bạn. Cái pigment nó nhiều lắm. Đó, bắt đầu nè, mình nhấp vô rồi bắt đầu mình sơn một cái lớp bay nè ha. Phủ nó hết luôn. Bây giờ thấy ombre đỏ đen chưa? Thấy đỏ đen chưa? Đó, bắt đầu nhúng vô nè.
lấy ra luôn nha các bạn. Relax, relax. Yeah, thank you honey. Đúng rồi. Mình phải phủ một cái lớp bột clear trước khi mình nhóc nha, để cho cái bột clear của mình á nó tạo ra những cái lỗ, thì cái lỗ đó nó sẽ chứa những cái pigment màu đen của mình ha. Ha, thấy đen, thấy original nó nhấp ngã lên liền, thấy chưa, nhấp cái ra liền luôn các bạn. Còn cái kia mình pha bột clear cho nó dễ đắp á, nó không có đủ mạnh để nó lên. Ra lắm Đăng ơi, mau ra quá nè các bạn ha. Trước khi mà mình nhúng vô màu đen á, mình đã, sau khi mình dip ba lớp đúng không, mình dip ba lớp mình phủ đi, mình nhúng cho cái bột clear, thì cái bột clear nó sẽ dính lên đó, nó tạo thành những cái lỗ li ti trên cái mặt móng này. Thì khi mà nó lỗ li ti đó, mình phủ đi đó, trên đây nó vẫn còn những cái lỗ li ti, thì khi mình dip cái màu đen này vô nè, cái lỗ li ti nó sẽ chứa những cái pigment màu đen, nó tạo ra cái màu đen ở trên cái đầu móng, thì nó ra ombre đỏ đen. À, nhưng mà cái màu original này thì nó hơi bị dơ tay á các bạn, nó thiết mình nó nhiều quá đó. À, nhấp vô đèn thui đầu bóng hay chưa, thử đi nè. Nó màu sơn bay lên nè. Với cái cách làm này á các bạn, mình sẽ không bao giờ sợ cái màu đen nó sẽ chóc ra ha. Với cái cách làm này rồi, xong phủ đi rồi mình cho số 3 là xong ha. Đó, vẫn ra ombre đỏ đen như ai thôi ha. Cho số 3 lên nè. Thấy nó đen thui, đen như trí luôn á, đen như chó mực luôn á các bạn. Vỗ thoải mái luôn, không bị mất cái màu đen nha. Tại biết tại sao không bị mất màu đen không? Thứ nhất á, nó đã bám chặt vô cái đầu móng rồi ha. Thứ hai nó đã bảo vệ bằng một cái lớp bột clear rồi, không bao giờ mà mài, trừ khi nào mà mài cho nó bay hết bột đi thì cái màu đen nó mới hết thôi ha. Rồi, đơn giản là bài xong một bàn ha. Và đây là tiếp. Em yêu, tôi tay đây em yêu. Không gồng nha. Đồng thai với em nữa. Ok. Cái này mình phủ bớt cho nó bớt dơ nha. Rồi. Hello Đức Dũng Nguyễn phải không em? Bột nhúng hay gì thì anh? Đúng rồi, bột nhúng. Nãy giờ anh đang nhúng quá trời nè. Nhúng cái là ra em. Hả? Nè, giờ em đi coi ha. Em Lâm Linh nè. Em build cái mu cho nó dài nè em. Thấy không? Build cái mu cho nó dài nha. Đó. Ở cái đường giữa nè ha. Chạy một cái đường giữa, build cái mu lên cho nó dài. Yeah, thank you. Hello Phạm Biên, phải không? Đúng rồi, nhúng cái ra. Nhanh ra lắm. Hello Đô, khỏe không em? Khỏe không em trai? Đô. Bên em tuần sau lại đóng cửa hả? Đóng cửa sướng, trời ơi. Bên đây anh mong nó đóng cửa mà không được nè em.
anh mong nó đóng cửa, đêm đóng cửa nhà anh ăn uống ngủ nghỉ khỏe, mà xui quá không đóng gì hết là buồn quá. Nhanh ra em khoái, đúng rồi, nhanh ra là ủa nhanh ra sao khoái em, có người khoái có người không. Giờ nó không gấp trước nữa. Dạ. Nhúng vô nè. Không, nhúng vô lần nữa nè. Giờ mình làm nhanh, tốc độ nhanh lên chút nha. Nhấp nè, không? Đưa vô nè. America phụ cá. Ừ, nhúng vô nè. Nè, nhấp nè, không? Nhấp trước nè. Bắt đầu đưa vô nè, thấy chưa? Đưa vô nè. Nhấp trước nè, không? Đưa vô nè. Ok, nhúng vô nè. Đúng rồi, nhanh ra mau có tiền, đúng rồi. Cho em hỏi nếu mình để anh nhúng xong rồi anh đọc comment nha. Nếu mình làm bất cứ màu ombre nào cũng được giống cách của anh à, nó là như vậy nè em. Nếu như cái màu base của em là màu đỏ thì cái màu đen nó mạnh hơn cái màu đỏ, thì cái màu đen nó sẽ che được cái màu đỏ. Nhưng nếu như em làm những cái màu khác, thí dụ như mà cái màu đen ở dưới mà em nhấp cái màu đỏ là nó không lên được. Em hiểu ý nói không? Nó lên rất là nhẹ. Hoặc là làm những cái màu pink and white đó, thì em phải lựa cái màu thiết là white. Ở Chisel nó có một cái màu là OM60A, là cái màu very 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 white. That's a lot of pigment in there. So you gonna use that, that number okay? OM60A nha. Đó, để làm cho cái pink and white. Okay. Anh recommend cái màu pink and white đó là OM60A của Chisel. Ok. Còn cái màu đen anh recommend là OM73A. Ok. Nếu như OM73A em dip á, thì em không cần phải làm gì hết. Nhưng mà nếu mà em đắp á, thì em nên, anh recommend em là nên pha 50% bột clear vô à, để cho nó dễ đắp. Không? Tại vì nó nhiều pigment quá nó sẽ lâu khô, mà nó sẽ rất là dẻo, nó dễ dính bò, dính cọ. Ok em. Sao làm ở giữa dày lên hả? Có thể anh vô sau, em không biết á. Anh build cái mu lên đó em. Anh build cái mu của cái móng cho nó cong lên đó em. Cái mu nó càng cong thì nó càng khó gãy ha? Cái mu nó càng lép thì nó càng dễ gãy. Cái mu của cái móng em, cái mu rùa á, chứ không phải cái mu khác nha. Móng cứ hệ mà móng em dài là cái mu em phải dài nha. Đó, em cứ nhớ vậy là được rồi. Không cần nhớ nhiều nha em. Nhớ nha, móng dài là mu phải dài nha. Anh nói rõ cái này đàng hoàng nha. Móng dài thì cái mu nó dài, cái mu của cái móng nó dài, chứ không phải là chân em dài thì cái mu em nó dài nha. Nhớ nha. Hả? Nghe đầm bậy bà hiểu lum la chết luôn á, cái đồ quỷ sứ.
anh Phong đeo bao bào nhé. Anh không thích đeo bao em ơi, anh thích để không vậy á. Đeo bao nó dướng díu lắm em, nó không có cảm giác. Đeo bao cây á hả? Ừ, đeo bao cây nó dướng díu lắm. Nó không có cảm giác, không có feel được đó em. Anh không thích đeo bao. Anh thích chơi ná trồ vậy à. Đeo bao tay vô nó bất tiện dữ lắm. Trước khi nhúng vô rắc trên đây trước đi. Thấy khách của mình dũng đâu được đâu, tay cộng vòng lên nè, bây giờ phải chơi chiêu đó thôi. Có nhiều khi á, mình là trong cái quá trình mình làm nail á các bạn, mình có cái gì mình xài cái đó ha. Nhiều khi ha, nhấp vô đụng cái đáy là đâu được đâu, lấy bóc lên bỏ vô. Lát mình đi rửa tay ha, cho nó lẹ các bạn ơi. Mình làm cái công cuộc làm nail cơm gạo nó khác công cuộc làm nail nghệ thuật ha. Nghệ thuật thì cái gì đó nó rất là đẹp, nó rất là hoa mỹ, còn mà đời thường thì nó dơ hài vậy nè các bạn ha. Đâu ai biết là làm nail là thấy hai cái làm nail mà còn hơn là bán than nữa chứ đó. Có cái này gì mà chơi cái đó thôi. Rồi cái lớp cuối cùng nha, ba lớp thì mình có thể đi 5 ngón lượt luôn. Nhìn mà mê luôn anh. Mê hả? Em mê thì mời em uống ly cà phê ban mê. mê là uống ly cà phê. Ok, phủi đi. Nhúng vô cái bột lia nè. Để Phong cho bột lia nhiều vô. Sợ nó hư cái bột lia, cái đống kia quá. Nhúng vô bột lia này ha. Đúng vô. Con cái này nó dài quá ha. Bắt đầu phủi đi nè. Hơn nhau ở cái chỗ này nè các bạn ơi. Phủi đi nè. Rồi lấy cái màu đen thui như trí nè thấy chưa. Nè phóng vô sâu cho anh chị em coi nha. Ngấp vô. Relax. Anh kêu nhấp cho đen thui luôn. Sao thấy nó đen thui không? Đưa lên cái giật ra. Đó, bắt đầu phủi nè. Sao thấy nó đen thui đầu mỏng chưa? Kệ nó đi. Làm 5 ngón luôn. Nhấp vô này giờ. Càng nhấp nó càng đen. Càng nhấp nó càng ra nha. Nhấp cho một dưới đầu mỏng cho đen thui đi. Bây giờ thấy không? Thấy không nhấp không? Nhấp cho đen thui ha. Đó, đen thui đó. Tiếp tục nè, nhấp vô cái nè ha. Nhấp cho đen thui nè. Thấy nó đen thui không? Mát phủi ra nó cũng đã đỡ được chút. Đó, ha. Nhấp vô nè. Bắt đầu nhấp cái đầu nó đen. Rồi. Tao lấy đồ phủi nó ra. Làm cái kiểu này mình phủi nhiều khi nó còn muốn ra nữa các bạn. Còn mà làm cái kiểu cũ thì bằng cái ma thấp cốt thì sometime á. Phủi cái nó bay hết trơn luôn. Đó, làm kiểu này nè.
biết sao không? Các bạn biết sao nó không có dễ ra không? Nó có những cái hạt bột li ti nó tạo thành những cái lỗ, nó chứa những cái thiết mệnh của mình đó. Thấy không? Phủi ra. Tao thấy phủi không? Phủi đã luôn á, chưa ra nữa. Rồi, bây giờ mình đi một cái lớp bay cuối cùng là xong ha. Bay mình đi thôi, bây giờ mình đi cho 5 ngón luôn đi, ha. Một ngón nè. Hai ngón nè. Cái này là làm cái kiểu ombre này là cái ombre một nút nhạc phiên bản 4.0 đó các bạn. Ha. Cái này là cái cách làm của Phong là dựa trên nền tảng deep ombre một nút nhạc của anh David Hoàng, nhưng mà Phong upgrade nó lên phiên bản 4.0 ha. Rồi, đúng chưa? Đúng chưa? It's come out good, honey. I like it. I don't like it. I love it. Rồi, xong rồi đó. Phủi thôi. Rồi, bây giờ mình bỏ cái nước số 3 đi vô nè. Các bạn coi, bỏ nước số 3 lên là nó ửng lên đỏ đen nè, thấy không? Đó, giờ là ok rồi đó. Lát rồi mình mài mình vũ lại là xong thôi. Rồi. Nè, cái màu đen ngon original nè. OM73A. Solid 10. Còn cái này không? Hai bàn tay làm lũ không? Vừa làm neo mà vừa bán than luôn. Gì? Anh mua 2 ký than anh. Đợi đợi em xíu, lấy em ra em cân cho anh. Em lấy chim sao em ra em cân cho anh. Chị mua mấy ký? 5 ký hả? Ok, lấy em cân chị 5 ký than. Đang làm neo mà khách mua than đứng ngoài cửa đợi rồi. Không? Nhà bao việc mà vẫn live stream. Thấy thương anh chị em và các bạn không? Rồi giờ mình vũa nha. Yeah, this one better. Better. Thank you. Rồi bây giờ vũa nè. Cho bột đít thì mình phải nhớ là mình vũ nhẹ thôi, mình vũ mạnh quá làm gì cho nó mất bột nha. Vũ xuống. Xong rồi các bạn. Tuyệt đối là nhẹ, không đè cái đầu đũa nha. Tại vì khi mình đè cái đầu đũa đó là nó mất bột và ngay kia đi cổ nó xấu lắm. Mình deep cái này mà nhìn vô mà các bạn tưởng là như là đắp bột á, nhưng mà thực sự nó là deep á. Ha, tại vì mình build cái mu lên nó cong á. Nó cong nên nó khó gãy ha. Ở giữa nó dày nó sẽ khó gãy. Ok.
ok. Kê vô kia, kê cái đầu đũa cho nó đúng nè. Dạ. Dạ. That's good. Bằng cái khóe này chút. Lát họ không chỉ cho các bạn một bí quyết nữa ha. Cái bí quyết để mà làm sao mà mình dũa đó, cái cuticle của mình đó, nó không có bị liếp. Chuyên dành cho bột liếp thôi nha. Nếu mà các bạn nhát tay á, các bạn dũa đừng có khoan hay dũa sát đâu. Mình dũa bằng cái đầu dũa này trước, rồi bắt đầu mình dùng cái đầu dũa chuyên cho bột liếp á, cái đầu đang mình clean á. Đó, mình chạy lại thì nó sẽ không có bị liếp, mà nó không bị chảy máu tay, mà nó không bị mất bột nữa. Mờ quá hả? Mờ quá là em check lại cái camera của em á em. Ngọc Huyền em. Cái camera, cái wifi của em á nó yếu á. Chứ ở đây anh nhìn thấy anh có một cái điện thoại, anh nhìn vô. Anh có một cái điện thoại livestream, anh có một cái điện thoại để anh nhìn vô anh đọc comment nữa. Thì anh thấy cái điện thoại anh nhìn nó rất là rõ. Thì nếu mà em mờ có thể là do cái wifi của em á ha. Cái đường truyền internet của em nó yếu á, là nó bị mờ vậy đó em. Cái wifi của anh livestream nên là nó rõ lắm em, tại vì anh để phục vụ cho cái công việc livestream của anh phải gọi cho NASA thiết kế nguyên một cái đường truyền internet riêng cho anh đó em. Hả? Anh nói thiệt hả? Anh có nguyên cái đường truyền của NASA thiết kế riêng cho anh để anh livestream, anh hướng dẫn cho anh chị em làm mail á. Mới xin tổng thống Đỗ Nam Trung cấp cho anh cái đường truyền riêng à. Đó. Đỗ Nam Trung lập ru rồi anh mới qua NASA anh lấy cái đường truyền đó về. Biết Đỗ Nam Trung không em? Em biết Đỗ Nam Trung là ai không em? Đỗ Nam Trung là Donald Trump á. Ba ngày nữa là hết bầu cử rồi các bạn. Là biết là năm nay còn bầu căng lắm, không biết ai ăn ai đâu nha. Chưa biết đâu. Chưa biết mèo nào ăn miểu nào đâu ha. Đợi ngày cuối cùng mới biết được. Căng lắm, căng như dây đàn luôn á. Ai chưa đi bầu nhớ đi bầu đi nha. Ai có quốc tịch rồi đó, có bầu được thì đi bầu đi. Ai chưa có quốc tịch thì cố gắng thi có quốc tịch đi, mốt đi bầu nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái đầu dũa này nè. Mình dũa cho cái cuticle của mình nó sạch đúng không?
lấy cái đầu đũa Diamond Clean này nè. Hello anh Tâm Cúc Dài, khỏe không anh Tâm? Đó, chạy cho khóe cho nó tròn. Phong làm deep là Phong toàn là làm cái kiểu này không á. Biết sao? Nó không có bị mất bột. Mà cái cuticle của mình nó không lip nữa. Dũa, cái đầu dũa này đã lắm. Cái đầu dũa này là cái đầu dũa Diamond Clean dành cho một deep thôi. Sướng mà nhiều khi mà quẹt vô tay cái nè, nó cũng không có chảy máu. Anh Tâm đi bầu chưa? À, anh Tâm tóc dài, anh Tâm đi bầu chưa? Anh Tâm tóc dài. Không khỏe, không khỏe, thank you anh. Deep hay đắp vậy anh hả? Đây là deep em. Deep mà em thấy không? Em thấy anh build cái mù lên đó. Thấy cái mù không? Nó cong không? Nó cong cái mù lên này, thấy chưa? Chứ nó không có lép kẹp ha. Này là deep á em. Đắp mày mấy cái màu đỏ đen này nó dơ dữ lắm ha. Nó không có dễ làm như vậy đâu. Đắp đỏ đen nó khó làm hơn nhiều. Cái này là những cái basic dành cho những người mà bình thường thôi, không có phải là làm giỏi cũng có thể làm được. Đó, bữa nay anh hướng dẫn cho anh chị em làm cái dip basic. Lỡ nhiều khi mình chỉ làm dip bình thường thôi, xui xui nó vô nó đổi. Ờ, chị ta muốn làm đỏ đen thì mình còn biết cách mình làm ha. Đó, những cái video này rất là căn bản thôi, rất là basic, không có cái gì mà cao siêu hết ha. Không muốn làm như vậy để không hướng dẫn không nhiều những anh chị em mới vô nghề đó. Nếu chưa có giỏi thì từ từ. Hôm nay mình chưa giỏi chưa chắc ngày mai mình giờ cũng chưa giỏi nha. Hôm nay mình chưa giỏi, ngày mai mình sẽ giỏi hơn chút. Đó, mình chịu khó mình học hỏi thì mình biết thêm chút, mình giỏi thêm chút. Đó, ngày qua ngày là tự động mình giỏi ha các bạn. Đi từng bước một ha. Đó, hôm nay hướng dẫn cho anh chị em này. Không có cái gì là khó hết nha. Chỉ có cái là biết cách và không biết cách thôi. Anh share video này lại cho mọi người xem nha anh, em bị miss. Anh đâu có bao giờ anh livestream xong là anh để y, anh đâu bao giờ anh xóa cái livestream đâu em. Có nhiều người mắc cười lắm các bạn. Nói ra thì nó hơi đụng chạm, mắc cười lắm. Livestream xong xóa. Xóa dấu nghề hay gì vậy? Hả? Sợ người ta học được hả? Nếu mà sợ người ta học được thôi đừng chỉ. Hả? Mình thấy nhiều cái mình thấy nực cười. Đã livestream hướng dẫn cho mọi người là mình không có sợ người ta học của mình, đúng không? Mà livestream xong xóa, trời chứ vậy, hả? Làm gì đấy chứ vậy hả? Còn sợ người ta học nghề quá thôi đừng livestream hả? Thấy mắc cười lắm rồi. Đã bước ra giang hồ rồi phải mặc cái áo giáp 10 ly vô à, gạch đá gì hứng hết à. mình bảnh mình mới ra giang hồ đúng không các bạn? Anh ra giang hồ còn sợ bị gạch đá thì ra làm gì
đúng không các bạn? Hả? Võ Lâm Trung Nguyên hả? Giang hồ dậy sóng anh chấp hết, chỉ sợ đường dài bắn bóng em. Ok rồi, xong rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ vũ bên bàn bên đây cái là vũ bên đây cái là bắt đầu mình mới bốc hờ. Kệ anh đi em, anh chỉ thấy mắc cười thôi, anh thấy mắc cười thôi chứ anh cũng kệ họ, tại biết sao đâu liên quan gì tới anh đâu. Anh nói cho nó vui vậy thôi chứ đâu liên quan gì anh đâu, người ta làm cái giống gì cũng kệ người ta ha. Tại biết sao, tánh của anh đó là anh chỉ thích đi kiếm tiền thôi chứ anh không thích đi kiếm chuyện à. Làm gì kệ nó. Mà mình thấy mình mắc cười quá đó, xong tham mình thấy mình mắc cười quá mình nói chơi cho nó vui thôi. Tính Phong mà không thích đi kiếm chuyện hả? Mà cũng đừng ai đi kiếm chuyện Phong à, tính mình hiền lành lắm các bạn, nhưng mà đừng để mình khùng lên, mình khùng lên là mệt lắm rồi. Mình khùng lên là mình đi văn mùng trái chiếu liền á, mình nấu hủ tiếu với bún riêu á, chứ khùng lên làm gì nói giờ đó, ở Mỹ mà các bạn làm gì nhau giờ đó, nhìn nhau cười thôi, hẹn nhau kiếp sau mãi không chia lìa thôi. Nhớ mình vũ một clip á, mình phải vũ cho nó đúng nha. Mình để cái cây vũ sai nó sẽ bị mất bột hai bên hông này, nó lòi cái móng thật ra nó xấu dữ lắm. Nhớ nha. Em tiếu quá nha. Nói chuyện chơi cho nó vui chứ chị phê mày. Trời ơi, mình vừa làm nail mình phải vừa nói chuyện chơi cho nó vui nhá. À, cuộc đời mà các bạn ơi, đi làm mà lên đây lên live stream mới nói chuyện chơi với các bạn cho nó vui chứ. Công cuộc làm nail mà nó cũng làm hoài nó cũng chán các bạn. Lên live stream nói chuyện chơi cho nó vui. Đúng không? Trời ơi, mình mà không có các bạn coi live stream mình cũng buồn lắm nha các bạn. Tại vì mình xàm đâu có ai nghe đâu. Mình xàm mà cũng được bảy mấy 80 người nghe mình nói xàm cũng vui lắm các bạn, cũng mừng lắm. À xàm mà không có người nghe mới mệt chứ. Rồi giờ nè, bây giờ mình sẽ bóp phở. You like it? Yeah. You want design something? Like the spider whip. Spider whip with the chrome. It's come out very pretty. You want try? One finger, okay? Nào, nào các bạn. Thấy ở hiền lập được tiền không? Hót cho hay cái là ok liền. Hót mà dở dở là uống thuốc lắc liền. Nói chung nhầm ngày các bạn ơi, nhầm ngày á, khách của mình uống thuốc lắc không à, hỏi gì cũng lắc hết á, nhầm ngày không hỏi cũng gật nữa. Which color for pink and white? Whatever the pink you can use it, but the only thing why you have to use the chisel powder number OM68, okay, OM60A đó. À, để cho pink and white nha. Còn cái màu pink nào cũng được hết, tại vì cái màu white nó có thể che được hết tất cả các màu pink. JC Châu KK ở hiền lượm được tiền. Đúng rồi em,
ở hiền là lượm được tiền vậy, chứ em biết ở ác lượm được gì không? Ở ác là em sẽ lượm được rác. À, nói cái đâu là thơ quăng ra tới đó quăng mà gieo luôn các bạn. Giờ phủi đi nè. Cái này đây, phủi cho nó sạch. Which movie are you going to the right store? Yeah? No, the spider web here, the diamond gonna be here. Okay. Trời ơi, thấy các bạn không? Thấy các bạn thấy ở hiền là được tiền chưa? Đâu có vụ gì đâu. Đâu có vụ gì đâu. Không? Tự động dân thiến luôn mới đâu chứ. Này, spider web là không bỏ nha. Này, diamond cũng bỏ luôn. Các bạn thấy chưa? Ứng nghiệm liền lập tức luôn. Live stream chỉ cho các bạn giờ khách muốn gắn diamond không? Được thêm 10 đồng. Thấy chưa? Thấy không? Nói là đâu có sai đâu. Nói là đúng luôn, ứng nghiệm liền luôn. Hiền là lượm được tiền, mà ác là lượm được rác. Bỏ số 3 lên nha các bạn. Can you wash your hand with a brush and a soap? No soap. No soap, no soap, sorry. Lấy cái này nè, cái chrome flex này các bạn. Chỉ cho các bạn design đơn giản nha. Dẻ tơ nhện. Dẻ lắm. Để mình làm lẹ xong mình ra còn ra cân thang cho khách nữa chứ. Anh lấy mấy ký thang anh? 7 ký hả? Ok, đợi em xíu. Ta chim xong ra em cân thang cho anh. Đợi xíu. Em xong đắt ra cân thang cho các bạn cho người ta nữa các bạn nha. Tay mình là làm neo với bán thang nữa các bạn. Hay nhớ gì làm luôn. Giờ mình sẽ lấy cái giấy ha, mình chùi rồi mình bỏ tóc cốt luôn. Thấp treo, hướng dẫn cho anh chị em bỏ thấp treo phải làm như thế nào cho nó bóng, với lại nó không có bị đùn lên á, với lại không khô á. À, giờ Phong hướng dẫn cho anh chị em nè. Hai con này design thì lát là bỏ nó, không có bỏ. Design thì mình phải sơn thấp treo của Chizo. Thấp treo của Chizo là thứ nhất là nó bóng, thứ hai là nó last long, thứ ba là giá cả nó cũng ok, dễ xài, không có mắc. 8 đồng thôi. Rồi bây giờ hướng dẫn cho anh chị em nè. Sơn top dip á, nhớ cho Phong 4 điểm nè. Sơn nhanh, không đè cọ, sơn mỏng và không đồ lại ha. Đồ lại có nghĩa sao? Sơn bên đây lát hồi quay lại sơn thêm lần nữa nha. 4 cái điểm nè. Sơn nhanh, không đè cọ, mỏng và không đồ lại. Nhớ cho Phong 4 điểm nè. Sơn nhanh, không đè cọ và mỏng, không đồ lại. Thấy chưa?
Nè, coi nè, sân nhanh, không đè cọ mà sân mỏng, nhanh, không đè cọ và mỏng, không đồ lại. Nè, nhanh, mỏng, không đè cọ, nhanh, mỏng mà không đè cọ, nhớ là không đồ lại nha. Nhanh, mỏng và không đè cọ. Very careful, okay? Qua tới bên đây mình sẽ sơn nó dày hơn chút xíu, nhưng mà cũng không có dày quá nha, lấy nhiều bay thêm chút xíu thôi để cho nó có cái độ bóng cũng y chang như cũ. Rồi, xong. Careful. Hơ đèn, chỉ hơ đèn 10 giây thôi nha các bạn. Đếm 1 đến 10 thôi nha, là mình không mình chỉ làm hơ đèn 10 giây thôi để cho nó dính được cái chrome. Put it back, put it back, put it back first. Put it, put your hand back first. Okay, put it in. Mình lấy cái chrome black này. Mình lấy cái này đi, mình lấy tay mình chơi luôn đi các bạn. Ở
dơ sống lâu ở sạch mau chết nha các bạn. Mình ở dơ xíu đi mình sống lâu ha. Switch your hand, yes. Thank you. Khỏe không các bạn? Rồi bây giờ mình sẽ gắn hộp nha. Gắn hộp lên trên đây nha các bạn. Mấy cái này khô hết rồi. Dip này khóc, dip khô hết rồi. Bây giờ mình gắn hộp nha các bạn. Cái này mình xài số 4 để mình gắn hộp. Sơn tiếp bên đây. Một hộp.
thái hồ. Ba hồ. Bốn hồ. Và năm hồ. Phải không? Là bắt đầu sau nữa mình lấy chút xíu cái top dip nè ha. Cái mình chạy một cái đường ngay dưới chân nữa này cho nó cứng cái đá của mình. Đó, cái bắt đầu sao? Mình lấy cái nước số 3. Đó, mình lấy cái số 3 ha. Số 3 sạch hết. Lên cho nó cứng hột, tiện thể rửa hột luôn. Đó. Rồi muốn gì thì bỏ hết móng cũng được. Để lát hồi mình bỏ thấp dip luôn. Tiếp tục ha. Thả lên trên giữa ngay đây. Một cục, hai cục, ba cục, bốn cục, năm cục. Phải không các bạn? Chẳng nên mình chỗ này phải không? Nó cứng lắm nha các bạn. Một cục, hai cục, ba cục, bốn cục và năm cục. Như mình sắp hình vậy thôi. Rồi bắt đầu mình cho cái glue nè vô cái chân của cái đá đó cho nó cứng cái đá của mình. Rồi bỏ nước số 3 lên cho nó khô. Bỏ vô đây luôn, lát sơn thấp cốt. Xong. Bây giờ mình lấy giấy nha, chùi chút xíu nè, sơn cái nước số 4 này cho nó không có cứng cọ. Sơn nhanh nè, không đè cọ mà không đồ lại nha. Đây cũng vậy luôn. Careful. Bên đây mà nó khô khô mặt rồi mình mới bôi tiếp ha. Thấy nó ráo mặt rồi thấy chưa? Bắt đầu mình mới sơn thêm tiếp một lớp nữa. Xong. Cũng đẹp như ai thôi ha. Xong
số 3 là cái gì vậy ạ? À? Số 3 là cái activator đấy em, để lên cho nó khô đấy em. Tuyệt vời. Cái này là 30 giây là khô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Giờ mình bỏ dầu vô nè. Khô rồi các bạn, khô rồi đó, cầm phải 30 giây là khô. Ray Pink and White Deep các bạn. Nhìn vô rất là khó biết là cái này là bột deep ha. Đó, nhưng thật sự nó là bột deep đó các bạn. Đó, ha. Nhớ là cái kỹ thuật Phong đã chia sẻ hết rồi nè. Anh chị em thấy không? Mình mặc dù mình là deep nhưng mà thấy cái mu nó dày không? Thấy cái mu nó dày không? Đó, cái mu nó dày là do mình build cái mu nó lên nó dày rồi đó các bạn. Đó, ha. Và nhớ cuticle mình phải tròn và sạch ha. Cái shape của mình nó phải đẹp thì nó ra một cái bột deep rất là đẹp ha. À, mình để ở đây cho các bạn coi. Đó, để đây cho các bạn coi. Rồi. Ok ha. Ok rồi, cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi nha. See you in next video. Bye bye.